Nếu các bác đang tìm kiếm một chiếc xe đạp lướt loanh quanh 2 củ, tức là xe mới của nó cũng phải tầm loanh quanh 3 củ, thì hãy tìm hiểu luôn về mẫu xe này. Bảo hành khung đến 5 năm, phụ kiện có đến 4 món và được trang bị đến bộ đề của Shimano F41 chính hãng của Nhật này, có dập nổi chữ luôn. Và tiếp theo là củ sau cũng là Shimano TZ500 có dập chìm chữ chính hãng của Nhật và lốp là lốp của CST của Đài Loan Chin. Các thông số khác còn lại của nó rất là dày dặn nhá, đánh giá là ngang ngửa với Galaxy. Và cái ngang ngửa của nó sẽ là ngang ngửa với Galaxy MT16, bên em đang bán là 2.750.000 và thị trường thường bán cao hơn một chút nữa vì bên em đang bán tại nhà, cắt giảm được chi phí. Vậy tại sao em xe này lại rẻ như thế? Thực ra em xe này đó là bản đầu 2023 nha các bác, tức là cái đời mà tem nó đổi nhạt màu như này này, tức là một bên đậm bên nhạt ấy, thì nó là đầu của 2023. Đến 2024 này thì nó là chuyển sang cái đời tem là chữ nhỏ rồi. Đây, làm nó sau này làm tem chữ nhỏ nên nó không làm to như này nữa. Đấy là trend của 2024. Và thực tế ra ấy, cái xe Lao X này nó không cạnh tranh nổi với Galaxy được. Bởi vì nếu mà một mức cấu hình giống nhau với Galaxy thì bên em sẽ nhập Galaxy về để bán chứ không nhập Lao X này. Và gần như các đại lý khác họ cũng thế. Galaxy nó nổi tiếng hơn kha khá, mặc dù là Lao X này ngày xưa được đánh giá ngon như Galaxy nhá, ngon bổ rẻ như thế. Và sau này thì kho họ thanh lý, họ bán rất là rẻ luôn, thực sự rất là rẻ, họ phải chịu lỗ đến 200-300 nghìn con xe rồi, chứ không phải bên em bán rẻ nhá. Bên em thì khẳng định với các bác phải lãi tầm 250 đến 300 nghìn một con thì bên em mới đảm bảo được bảo hành cho các bác, chứ còn không thì không thể bán được. Còn sau đây mới có phần đánh giá chi tiết để xem là em nó có thực sự ngon, thực sự như em quảng cáo là nó là chiếc xe của tầm giá 3 triệu không nhá. Về khung sườn càng phuộc, xe sử dụng khung hợp kim thép, có mỗi hàn thép nó sẽ chìm như này, mỗi hàn nhôm thường nó sẽ vẩy nến lên nhá. Ưu điểm của khung thép là khả năng chịu lực cực kỳ tốt, thành ra nó sẽ rất là bền, nó sẽ bền hơn khung nhôm, và khả năng hấp thu lực của nó cũng cực kỳ là tốt, thành ra nó đi lâu nó sẽ thoải mái hơn khung nhôm nhá. Và chiếc xe này là đi dây âm được 2/3, tức là 2 dây đi vào âm, 1 dây đi ngoài, nó còn ngon hơn cả MT16. MT16 là cả 3 dây đều đi ngoài. Và nước sơn tính điểm em xe này thì cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là mịn. Mã của em nó đang là Sunshine 200 và thương hiệu của nó là Lao X, một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng ngày xưa, nhưng bây giờ nó không còn quá mạnh nữa rồi. Về size số thì nó có thông số chống đứng là 17 inch, giáo ngang là 55 cm, trên nền bánh vành 26 thì nó chuẩn cho chiều cao từ 1m6 đến 1m7 và chiều cao đi được là từ 1m55 đến 1m75. Về lỗ chờ thì nó đầy đủ lỗ chờ để bắt chắn bùn, tai 3 ga, chân 3 ga, chân chắn bùn dài nếu có, lắp đầy đủ luôn. Để chân thì có thể lắp ở đây, lắp ở cái ốc trục này luôn. Chân chống của nó là một chân chống tiêu chuẩn thôi, các bác giữ một tí thì nó cũng tương đối bền, còn các bác cứ ngồi lên sau mấy gạt chân chống thì cũng rất là nhanh choãi nhá. Sau này nếu hỏng thì nên thay cái loại 70-80 nghìn, nó sẽ ngon hơn loại này nhiều, loại này chỉ tầm 35-40 nghìn thôi. Về càng phuộc của xe, sớm càng phuộc phun thép nhưng mà rất là dày dặn nhá. Đây, phun thép dày, trên này được sơn tính điện màu đen, chỗ này được mạ để chống rỉ này, ống phía rất là to khỏe cho nên đi vẫn rất là chắc nhá. Nó giống như phuộc của con Galaxy MT16 luôn, rất là chắc chắn. Và khẳng định trong cái tầm giá này thì thực sự là nó về một cái mức giá rất là hợp lý để cạnh tranh với những dòng tàu rẻ khác rồi. Tàu này bọn em gọi là tàu hãng nhá, tức là tàu hãng là sẽ có một số linh kiện được của Nhật và của Đài Loan, còn tàu rẻ là 100% linh kiện của Trung Quốc luôn. Về bộ chuyển động, xe được trang bị một đôi Mayer làm bằng thép, được sơn tính điện lên màu đen để chống rỉ và loại Mayer lắp líp vặn tiêu chuẩn trong tầm giá. Trục là trục đai ốc rất là chắc chắn luôn, tuy nhiên nó không tiện như trục mở nhanh được. Và bi của nó là sử dụng bi côn, ưu điểm của bi côn là bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng. Nhược điểm của nó là nó không trớn như bạc đạn được, tuy nhiên là các bác đi tầm 1 năm đến 1 năm rưỡi thì siết sửa bi côn một lần, khẳng định nó sẽ bền hơn bạc đạn khá là nhiều luôn. Và đặc biệt là cái bi côn của những cái xe thương hiệu khá lớn như này thì cái chất bi côn của nó rất là tốt nhá, đi lâu mới phải siết sửa một lần, chứ không phải giống như kiểu những con xe rẻ thường các bác đi tầm 4 đến 5 tháng là đã phải đi siết sửa rồi. Nan sơn tính điện màu đen, chân nan mạ chống rỉ, vành là vành nhôm hai lớp dày của Lao X và lốp là lốp chính hãng của CST có dập nổi chữ. Với cái lốp CST này thì độ bền của nó phải tầm 20.000 cây luôn, nó giống như kiểu lốp Kenda. Thông số của nó đang là 26 x 1.95, đây là một cái vân lốp tiêu chuẩn này. Cái này là phổ biến của CST trong cái tầm giá này, chất lượng phải là cực kỳ tốt. Và áp suất lốp thì bơm từ 2,8 đến 4,5 cân, thường bơm tầm 4 cân là ok nhá. Và sử dụng van là van xe máy, đây gọi là van cối, đi đâu bơm được, rất là tiện. Về bộ truyền động, đầu tiên là một đôi bê đan có trục cốt thép chạy bi côn, ưu điểm của bi côn là bền và dễ sửa chữa bảo dưỡng.
Vỏ của nó là vỏ phun nhựa cứng nhá. Cái loại này trông nó khá là sần sùi, không được nhìn nó tinh xảo lắm đâu. Tuy nhiên cái này em đánh giá nó chống vỡ rất là tốt nhá, bởi vì nó cứng, nó đổ không vỡ, thành ra nó vẫn rất là bền. Dùng được tầm 3 đến 5 nghìn cây. Còn sau đấy nếu mà hỏng các bác thay loại này rơi vào tầm 40 đến 50 nghìn. Còn nếu các bác thay cái loại phun nhôm Bicon ấy thì rơi vào tầm 100 nghìn. Và có điều kiện nữa thì chơi bạc đạn, nhưng mà em nghĩ là bạc đạn cho xe này thì cũng ăn chơi quá. Rồi một cái bộ đùi của Lauix này làm bằng thép nhá, sơn tính điện lên màu đen. Ổ trục cốt vuông bạc đạn tiêu chuẩn cho một độ trớn cực kỳ là tốt và độ bền cũng ở mức tốt. Một cái gạt trước là gạt của Sidewire của Đài Loan. Cái gạt này em đánh giá là nó được khoảng tầm 18-10 so gạt của thằng Shimano TZ500 nhá. Ngày xưa là cái đợt mà cuối 2022, đầu 2023 ấy thì là cái gạt của thằng TZ500 nó rất là hiếm, nó ít hàng đi thì người ta like cái này vào thôi, chứ còn cái này em đánh giá nó không quá quan trọng. Là cái củ sau này quan trọng hơn cái gạt trước này. Gạt trước của nó nhiệm vụ của nó chỉ là lên xuống như này thôi, và cái tay đề nó sẽ gánh hết rồi, tức là tay đề nó quan trọng trong đến cái này, trong đến cái này. Một bộ đùi bên này thì là của Lauix luôn, thông số là 243442 tiêu chuẩn và có chắn xích nhá. Xích là xích cơ bản thôi, bảo dưỡng tốt, dùng được tầm 6.000 cây. Củ sau là của Shimano TZ500 chính hãng này, phía sau sẽ có dập chìm chữ. Và clip của nó là clip của ATA của Đài Loan luôn. Clip này rất là ngon, thông số 1428T, 7 tầng. Và bên em bảo hành chủ yếu là cái này có hỏng thì hỏng trong vòng 1 năm, bên em sẽ thay mới luôn nhá. Tiếp theo là một đôi tay đề của Shimano F41 như em quảng cáo từ đầu, dập chìm chữ chính hãng. Đời thấp nhất của Shimano bây giờ, nhưng nó thật sự với bác vẫn là Shimano. Thực sự rất là khác biệt với phần còn lại. Đây này, có dập nồi chữ, sản xuất tại Indonesia 22.2, tức là cái phi ở cái chỗ Hy Đông này. Và mã của nó là F41 này, nó sẽ dập nổi như này, là hàng chính hãng nha bác. Chuyển số thì rất là mượt mà rồi, rất là chắc tay luôn. Về phanh, xe sử dụng hệ thống phanh đĩa cơ, và đĩa phanh sử dụng là phi 160 tiêu chuẩn. Củ phanh là của một cái hãng gì đây, nó cũng khá là lạ lạ. Củ này thì chắc là ngang với Tông Ly, rơi vào tầm 3 năm, 10.000 cây là các bác phải thay má nhá. Còn lúc ấy mà cái lò xo nó kém kém thì thay luôn cả củ. Củ này rơi vào tầm 6 đến 70.000. Tay phanh của nó thì tích hợp trong tay đề Shimano, có cái độ rơ nó khá là ít, nó chỉ rơ thằng F500 một chút thôi. Bóp rất là chắc tay và thực sự cũng rất là khác biệt so với cái độ kiểu Shimano rồi. Shimano mà các bác lắc này thì nó rơ cực kỳ nhiều luôn. Và đây là cùng phanh đĩa phía sau, cũng đồng bộ như phanh đĩa phía trước. Về hệ thống lái, xe được trang bị một ghi đông làm bằng thép, được sơn tính điện lên màu đen để chống rỉ. Và nó có độ dài là 62cm, cho cảm giác lái cũng rất là thoải mái rồi. Thực ra nó là tiêu chuẩn của dòng 26 thôi, thường rơi vào tầm 60-65. Xe được trang bị một cái tay sừng này, rất là ưng luôn. Tức là vừa trông nó khỏe khỏe, các bác không thích thì có thể tháo ra được. Và khi bác cầm đây mỏi thì các bác cầm ra đây được. Tay nắm thì của nó em đánh giá rất là ngon nhé. Tay nắm này thì có khi còn hơn mấy con ML200 luôn ấy. Cái này nó sẽ lâu bị mùn hơn. Rồi tiếp theo là một cái chuông được trang bị sẵn này. Một cái phản quang phía trước đi đêm an toàn hơn. Pô tăng làm bằng nhôm của Lauix, khá là mịn. Chén cổ ăn chơi luôn nhá, của lắp của Netco luôn, rất là ngon. Nói chung là con xe của tầm 3 triệu có khác. Một cái cọc yên của nó là cọc yên thép của Lauix nhá, cọc yên tiêu chuẩn thôi. Cái yên của nó thì đẹp này, em đánh giá còn đẹp hơn cả Galaxy luôn. Chất da rất là ok, độ dày tốt và nó có ốp nhựa này, trông rất là khỏe luôn nhá. Và cái sống này các bác nhìn, sống rất là dày, cực kỳ khỏe. Nói chung là nó đỡ bị vanh yên nếu mà các bác nặng cân quá. Một cái khóa cọc yên bằng nhôm dày nhá. Cái tầm này mà cái xe rẻ thì nó chỉ có cái khóa mỏng mỏng thôi, thậm chí là khóa thép thôi. Cái này chỉ cần một lực nó khá nhẹ thôi là các bác đã thì chốt chặt được cái cọc yên này rồi. Cuối cùng là về khối lượng, em xe này nặng là 16,2 cân, nó nặng hơn khoảng tầm 1 cân so với những xe khung nhôm mà cùng cấu hình như thế này. Và thực tế ra là những em xe khung thép mà dày dặn ấy, nó phải tầm 16 đến 17 cân nhá. Trên thị trường họ bán những cái loại khung thép mà tầm 1,5 triệu, 1,7 triệu gì đấy, 1,8 triệu gì đấy, nó nặng có 14 cân 2 thôi. Và thật sự các bác là nó nặng bằng những con gian cao cấp rơi vào tầm 15 đến 17 cân mà khung nhôm phục hơi luôn, thì các bác hình dung được cái độ mỏng của nó. Đáng là cái thép này nó đang làm là 3 ly thì nó đảm bảo nhá, thì nó chỉ làm 2 ly thôi. Càng phục của nó đáng là nó dày, dày hơn thì nó cũng cắt giảm, nó làm cái càng phục rất là nhỏ, rất là mỏng, rất là yếu. Đi một thời gian nó cứ lắc lắc rất là khó chịu. Và đặc biệt là những cái ổ của nó nhá, ổ mà tạo ren của nó rất là kém luôn. Em đã sửa những con xe mà đi mà chỉ tầm 1 năm thôi mà cái ổ này không van được ra nữa, bởi vì là nó bản chất của nó là bị rơ, xong nó bị xô lệch cái ổ này, cho bắt đầu cái ren nó không còn chuẩn nữa, phải dùng khò bắt đầu mới van được cái đấy ra. Thực sự những xe đấy chất lượng phải nói rất là kém, và gần như các bác cứ hình dung là trên thị trường chỉ có các đội bán online mà không có cửa hàng gì thôi, bán kiểu tổng kho thì họ bán thôi, chứ còn các cái cửa hàng bình thường như bọn em thì gần như không có ai bán những cái xe tầm rẻ rẻ như thế cả, rẻ quá không thể đảm bảo cho việc bảo hành được. Còn về chính sách bảo hành như em nói từ đầu đấy là khung sườn 5 năm, phủ tùng 1 năm,
trừ xăm lốp và bê đan và có ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Và quà tặng đi kèm 4 món thì đó là bình nước này, rọng bình nước, chắn bùn và khóa 4 số. Ngoài ra lại còn tặng thêm một bộ dụng cụ lắp đặt khi các bác lấy nguyên thùng. Rồi cuối video em sẽ danh sách các màu nhé. Cảm ơn các bác xem hết video và chào các bác.